Bảy kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn khi làm chuyện ấy. Kính thưa quý vị, trên giường, đôi khi số đo 3 vòng chuẩn lại không khiến cánh đàn ông mê mẩn bằng những kiểu phụ nữ như thế này. Một điều mà chị em nên nhớ, đó là đàn ông muốn một người phụ nữ khi lên giường và một người yêu, người vợ trong cuộc sống hàng ngày là khác nhau hoàn toàn. Do đó, nếu thấy bản thân mình là người hiền lành, nhu mì, thì khi vào cuộc, cần bỏ qua lớp bề ngoài ấy đi, kẻo chồng chán ngán và không có cảm hứng nữa đấy. Dưới đây là 7 kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn, thích thú khi ân ái cùng. Chị em xem mà thay đổi nhé. 1. Những nàng chân ngắn. Đôi khi chân ngắn chẳng thể ngăn cản vai yếu, khiến người đàn ông của mình mê mải trên giường. Từ kinh nghiệm thực tế, đàn ông nhiều người chia sẻ rằng những phụ nữ thấp sẽ gây hứng thú trong chuyện ấy. Một số anh cho biết những cô nàng như vậy dễ hợp tác trong những tư thế khác nhau do sự linh hoạt và dẻo dai. Thậm chí, có anh còn phàn nàn rằng những em cao quá hay mảnh khảnh quá lại dễ vỡ. 2. Nổi loạn, mãnh liệt khi yêu. Một người phụ nữ cuồng nhiệt và có phần hoang dã chính là điều đàn ông khao khát mỗi khi lên giường. Đàn ông rất chán khi phải yêu với một khúc gỗ nằm im như chịu đựng. Họ thích sự hưởng ứng, đồng điệu và sáng tạo. Chính sự nổi loạn, mãnh liệt, nhiệt tình khi vào cuộc của người phụ nữ khiến đàn ông phát cuồng và dễ đạt được khoái cảm hơn. Đàn ông rất thích người phụ nữ của mình có cá tính trên giường, bởi họ luôn khao khát cảm giác mạnh. Càng mạnh mẽ thì họ càng có cảm xúc hơn. Yêu một người có cá tính pha chút hung bạo, đàn ông cũng sẽ được ngất ngây khi nàng cởi quần áo hộ hay những cái ôm hôn chặt và nóng bỏng. 3. Tự tin khi nuôi. Dẫu thế nào chăng nữa, đàn ông muôn đời vẫn luôn yêu bằng mắt. Họ sẽ khó lòng cưỡng lại một cơ thể xinh đẹp, gợi cảm ngay trước mắt mình. Phụ nữ thường lo ngại những khuyết điểm trên cơ thể họ. Những vết sẹo, rạn da cũng khiến cho phụ nữ tự ti cực kỳ. Thế nhưng, các anh không hề chú ý tới tiểu tiết như là chị em vẫn tưởng. Chàng thích người phụ nữ tự tin khi nuôi, bởi đó là phong thái của người phụ nữ biết yêu cơ thể mình, thoải mái với chính bản thân mình. Tự tin khi nuôi đồng nghĩa với việc chị em hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng nhập cuộc. 4. Không trang điểm. Nàng kích thích hơn khi để mặt mộc, đơn giản và tự nhiên. Đó là ý kiến của một số đàn ông mà có lẽ nhiều chị em quá ám ảnh với việc trang điểm nên lưu tâm. Thậm chí có những chàng còn cho rằng lớp trang điểm của nàng gây phiền toái tới chuyện đó, bởi họ cho rằng tình dục bắt đầu như một sự tưởng tượng trong tâm trí. Thế nên, ngắm nhìn những khuôn mặt giả tạo, không thật khiến cho họ dễ mất hứng thú. 5. Sáng tạo và thích đổi mới. Với kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn này, thì những tư thế và kiểu yêu luôn được cập nhật và nâng cấp liên tục. Họ không thích những kiểu yêu truyền thống và nhàm chán, nên nhiều khi còn gợi ý cho đối tác thay đổi và thể hiện những kiểu yêu mới. Đàn ông luôn cảm thấy thú vị trước những người phụ nữ như vậy. Để thay đổi màn yêu đương quen thuộc hàng ngày, không nhất thiết phải sử dụng roi da, cà vạt chói tay, thử đủ những tư thế hoặc là miệt mài làm việc hàng giờ liền. Chỉ cần hai người bước khỏi giường, nơi nào cũng có thể trở thành chốn thú vị để bắt đầu cuộc yêu. 6. Biết khen ngợi đàn ông. Cứ tưởng rằng đàn ông khi yêu chỉ cần thỏa mãn ham muốn và họ sẽ chẳng bận tâm tới những thứ khác xung quanh. Tuy nhiên, cũng giống như phụ nữ, đàn ông coi lời khen ngợi là chất xúc tác, mang lại hiệu quả mạnh mẽ, giúp họ tự tin hơn nhiều trong cuộc chiến. Vì thế, họ rất thích những người phụ nữ biết khen ngợi mình khi bắt đầu mở cuộc, như là khen cơ thể săn chắc, cơ bụng hấp dẫn, vòng ngực rắn giỏi, khỏe mạnh, dẻo dai. Hoặc những lời khen sau khi mà kết thúc giây phút thăng hoa cũng có tác dụng kích thích mạnh mẽ tâm lý của họ. Ví dụ như, anh rất tuyệt, anh đã mang lại cho em những giây phút hạnh phúc nhất. 7. Ngoan ngoãn, dễ thương sau cuộc yêu.
trái ngược với hình ảnh cá tính, mạnh bạo mà đàn ông muốn chinh phục trong cuộc mây mưa, thì sau khi thăng hoa, họ lại thích người phụ nữ của mình e ấp, dễ thương như chú mèo con trong vòng tay họ. Những lời thủ thỉ tâm sự với đàn bà ngoan ngoãn, dễ bảo sẽ khiến cho họ thả sức thể hiện khả năng của mình để có được sự ngưỡng mộ của đối tác. Bí quyết về chuyện ấy của các cặp vợ chồng hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hòa hợp và viên mãn trong cuộc sống chăn gối là chìa khóa để những cặp đôi luôn yêu nhau và thực sự cảm thấy hạnh phúc. Khuyến khích thay vì phàn nàn. Nói theo cách khác, điều này có nghĩa các cặp vợ chồng hạnh phúc thường tập trung vào mặt tích cực thay vì tiêu cực. Họ không ngại chia sẻ với người bạn đời điều mình thích trong chuyện chăn gối và có lời khen ngợi xứng đáng nếu đối tác khiến mình hạnh phúc. Đây là điều mà nhiều cặp đôi châu Á thường lơ là hoặc né tránh vì ngại. Những lời khích lệ như em rất thích khi anh làm như vậy sẽ giúp đối tác hiểu được điều bạn muốn, cũng như tích thêm kinh nghiệm và sự tự tin trong phòng ngủ. Nếu có điều gì anh ấy hoặc cô ấy khiến cho bạn cảm thấy chưa ổn, chưa thoải mái, thì bạn cũng cần mạnh dạn nói ra. Nhưng hãy nhớ là nói với thái độ khuyến khích, động viên, chứ không phải chê bai, chỉ trích, coi thường. Họ không bao giờ ngại ngần thử những điều mới. Nếu bạn không muốn nhàm chán, bạn không bao giờ ngại ngần khi thử những điều mới mẻ. Có thể là một kiểu quan hệ thú vị hoặc những đồ chơi tình dục mới nhất. Rất nhiều cặp vợ chồng phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân vì sự đơn điệu, nhàm chán. Và nếu không thay đổi, họ rất dễ chia tay. Chủ động dành thời gian cho chuyện yêu. Hầu hết mọi người đều cho rằng chuyện ấy nên đến một cách tự nhiên. Điều đó đúng, nhưng đừng quên chúng ta đang sống trong một thời đại bận rộn. 24 tiếng để vừa làm, giao tiếp xã hội, về nhà và chăm sóc con cái nhiều khi không đủ. Cuối ngày thì ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ. Vậy thì chuyện ấy diễn ra vào lúc nào? Lời khuyên dành cho những cặp vợ chồng đó là nếu cảm thấy cần nên lịch cho chuyện ấy để duy trì sự kết nối thì hãy làm đúng như vậy. Có thể chuyện ấy sẽ không diễn biến theo cách sexy nhất, nhưng đây là một trong những cách tốt để giữ lửa yêu. Tạo bất ngờ. Chẳng ai không thích bất ngờ cả. Rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì đối phương không thay đổi. Do đó, để hâm nóng tình cảm vợ chồng, bạn hãy tạo bất ngờ. Có thể là bất cứ điều gì, như là chuyến đi nghỉ cuối tuần hay là ăn tối. Những bất ngờ nhỏ như vậy sẽ khiến đối phương tò mò về hành động tiếp theo bạn sẽ làm trên giường. Đó là một cách tuyệt vời để mang lại sự phấn khích cho cả hai. Họ luôn quan tâm tới nhu cầu của đối phương trong thời gian quan hệ tình dục. Các cặp vợ chồng hạnh phúc biết đối phương thích cái gì. Nếu người chồng thích làm chuyện ấy, người vợ sẽ hoàn thành tâm nguyện cho chàng. Nếu người vợ thích chơi đùa, chồng sẽ có màn dạo chơi cùng vợ lâu hơn trước khi lâm trận. Để duy trì mối quan hệ hạnh phúc, điều quan trọng là cả hai bên phải quan tâm và hiểu nhau. Để bản thân thực sự bị cuốn vào cuộc yêu. Nếu bạn muốn xem TV hơn là quan hệ tình dục, nhưng vẫn cố chiều chồng, anh ấy sẽ không cảm thấy thoải mái. Không có gì khó chịu hơn việc nhận thức rằng một ai đó chỉ muốn gần gũi mình vì bắt buộc. Để chuyện này không xảy ra, một khi đã nhập cuộc, hãy tập trung vào niềm vui thích mà chuyện ấy mang tới cho bạn. Hãy nghĩ về những gì khiến cho bạn cảm thấy thoải mái, thay vì chỉ cố gắng khiến chồng vui. Hai bạn chắc chắn sẽ có những trải nghiệm tình dục tuyệt vời.